lông mà lông chân nào cũng chân chân lông thứ phía chân lông chân nào tại nghe thâu bị do bên chơi xe quên đi chạy cho nó rồi không muốn này bắt tay đẹp cho tao nào tôi tao em biểu được rồi đi cả khoe màu mà chào cái này nó sẽ đẹp làm cho tao nào rồi nên này rồi chào đầu của nó đi xe mà chơi game mà cho nó đi tại nghe nhìn thâu mà của nó đi trước của rồi khu sân ra này bộ cho nó đi khán giả xem khán giả chắc là biểu ra rồi biểu mày đặc biệt mày chả mà gì nên này rồi bông mà cho nó chả mà rồi cứu sai à mày bộ nó ờ đi sát chơi mua rồi xí rồi, đặc biệt chả mà cho nó tất xem vào tay anh thua mày hả, tay anh thua mày hả này, tại vì rồi và cho nó chỉ nói lâu đài xuống và tay anh gì mà xíu đài cho nó đi bộ anh gì biết lâu đài bây giờ rồi, tay anh cho cho nó hoàn nguyên hà lâu mà xíu rồi, nên này rồi anh nhớ là cùng nhau rồi nó cùng nhau bây giờ rồi cho nó sinh ra mà bộ đi cả anh đi sát mà chơi game mà cho nó đi tay anh thua mà bộ nó, anh đi trước cửa rồi cứ sinh ra này bộ sinh ra này rồi cả chả mà ý yếu, mấy chế ý yếu, rồi phải phải cả bộ cùng lúc sinh ra đấy, ví dụ mà tức là sinh ra ví dụ mà lâu mà bỏ học. Cho nó lâu mà, lâu chừng nào cứ chừng chừng lâu thứ phía chừng lâu chừng nào, tại vì cũng là biểu tượng lâu đời rồi là đi khoe sách đời rồi là chắc chắn lâu lâu mà mía rồi nó, rồi phải phải cả chi mà ví dụ mà lâu lâu già mà bỏ, rồi cho nó sinh ra cho nó lâu chừng này bị. Bất sản là su nì đấy, ví dụ nào được qua cho rồi đấy. Biết mình rồi, hôm mông biết tận nào bọn nó, tại nghe thâu bị do bên chơi xe quên đi chạy, cho nó rồi hôm mông này bắt tay đẹp biết tận nào, tôi tao quên biểu lưu biểu rồi, rồi nó sẽ đẹp phi làm biết tận nào, đi cả khoe màu mà chào quên này, nó sẽ đẹp phi làm biết tận nào, rồi nên này rồi chào đầu bọn nó, ở đây rồi xì, rồi ở đây trở lại sinh ra này rồi. Thì cho nó đi khán giả xem khán giả chắc là biểu ra rồi biểu mày, đặc biệt mày chả mà gì nên đi rồi, bông mà thằng đó cho nó chả mà rồi bù cứu sai à mày bọn nó, lưu đấy mày mà rồi, chỉ chú cái lưu chỉ chú mày cái từ cái gì này từ xin này cái em bỏ học, mi ba xem nhiều rồi, đi cả cái cho nó cái anh à phê mi này về cho nó time này cho nó tay bị rồi nhiều rồi này rồi tay mà time nhiều mà time nhiều rồi, đi cả cũng mua phim này nhiều, rồi đi cả anh à xử lý mi ba giờ đã tay làm khéo liền rồi, anh nào bán cho nó qua phía phía trên biểu hiện qua rồi nó. Chắc chắn mà chắc chắn rồi tao biểu luôn mày nhau, alo alo vậy, phía phía trên biểu hiểu rồi, anh nhá lấy cái vị này thì nhìn nào quay xây đồ ăn rồi, alo vậy, chỉ cả nên xây này biểu nên chả mày, cô chả mày cô bắt đầu quên tiền, nó đúng mà lại tiền nhà mù, alo mày hoàn này bắt đầu biểu cô ấy chồng cô bắt đầu quên tiền, rồi cô xin biểu nó cô lộc mai lấy cô khai, anh nhá alo vậy, cô biết cô khai mua rồi mai lấy cô bắt đầu cô khai. Hôm hôm nay cho nó ra cho thu rồi, nó hôm hôm nay cho nó tôm nhiều xí, thu gì xí, tao xí, lên gì xí, ấy mà cho nó thu gì cả, anh nhà nó giang lên một anh nhà rồi, sai phải là nhà rồi mà, rồi anh nhà giang lên cho nó thu trả đấy, thu trả đấy hả mà, sát ra tiền thu này chỉ nó đúng là mà tiền mà không đủ, cho nó rồi nên nó trả bị lên nó, nó trả là này bây giờ chú cái đàn biểu là nhà xí đấy, vợ chồng anh thua làm nhiều xí đấy, rồi có bao giờ cô đi cho phép các kinh kế thì nhà nó làm nhiều xí đấy, chả mày cũng bị cứu sai làm nhiều xí đấy, nào thay thiết là mẹ thế bây giờ vài phía làm này rồi cô lấy mất tiêu rồi nó, rồi bà bé bây giờ mà phía kia này chủ đình cao quá đó là cả cô đã bùi vào xem bìa mẹ, rồi thì cho nó luôn nhiều vào nó, nó nhìn lên cho nó cố ý đi, làm đi transgender đấy, xí thu này transgender đấy, xí cô à, chắc sẽ lỡ rồi là ngã bám chỉ tiêu vào ngã bám chỉ tiêu vào vụ sự việc lâu lâu mới nhau, làm nhiều chắc phải cả cô cao quá phía mẹ hà lên nhiều rồi piano luôn bà luôn học. Mấy bữa nay tôi chơi nó mà chơi lại qua hồ bà này mấy cái này này nhà rồi ok ok rồi cả anh đi đem mà cả chơi rồi ví dụ bông mai cũng cả chúng nó như nào mấy cái yến linh luôn mấy giàu bọn nó mấy cái yến linh luôn mấy giàu rồi chúng nó cha cho nhà thì bây giờ chúng nó trong đó mấy cái mà linh cho sáng khuyên lâu về linh lại làm việc gì đấy mà ấy mà chơi rồi mấy cái mà linh luôn mấy giàu bọn nó mì thì là nhiều bia nhiều rồi rồi mấy cái nền này đi nhà mà xin bị mệt rồi, ok thì mình lúc ao chơi ra rồi vài giờ rồi, ở đây là lúc bọn nó rồi, thì cái thua là cái mà chả rồi, à biết mà suy nghĩ suy để lên nhà rồi, lên nhà, thế mà chả rồi, lâu lắm không có, à mấy lúc giờ bây giờ nó mấy cái em nhà đấy, show vào, à trong mấy bảo lâu đi lên mấy cái đi lên, lên vài giờ rồi, cô lấy, ô, chả cả đi đại lý em xuống lấy lại đó bọn nó học alumni đi bộ, so ở đây hà rồi mình cũng nè trên mà rồi alumni đi bộ đấy, cô Helen này hà mà rồi bảo mà rồi tay bây giờ mà bảo mình sẽ chào, làm cái nó phô phật luôn, công an liên lại bà nhà lâu về làm việc chào về xí để học.
အတွေ့အကြုံကတော့ဟိုသူ့အပြင်မှာပို့ပြီးတော့ဟိုချစ်ဆရာကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုဟဲလေးတချင်းတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုအချိန်ကြာကြီးပါမဟုတ်လေအဲခဏပဲဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲသူချစ်ဆရာကောင်းတာတော့တွေ့လိုက်တယ်အဲ့လောက်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဘယ်ပြန်ကြတာသူ့ကိုဖတ်တိုက်တော့ဒါတော်လေးတို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ကလေတော်တော်များများလေဟိုကျွန်တော်ကောင်းနေရဟိုထုံမှန်းတော်များလေအရန်ကြိုက်ကြတယ်ထင်တယ်ဒီလားကျွန်တော်ဆိုလာပြောချို့ချက်ပေါက်အောင်လာပြောတယ်အဲဘာလဲနောက်ဖို့ရမ်းမဖတ်နဲ့တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့် music video တွေကန်လာတဲ့ခါမျိုးကြတော့ဟိုတချို့ဟာတွေကြတော့လေကိုနဲ့အဆင်ပြေမျိုးလေးလေးရှိတယ်နော်ဟိုကိုနဲ့ဟိုအဆင်မပြေတာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာပေါ့ကွာဟိုအာကိုကသိရမလားအရန်ဟိုဂျင်းထရိနာလိုပုံစံမျိုးပါမျိုးဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးလေကိုကအဲ့လောက်ထိမဟုတ်ဘူးကွာပြောချင်တဲ့သဘောကဟိုအဲ့လိုမျိုးကြတော့အစ်ကိုနဲ့အစဉ်ပြေမနေဘူးအဲ့လိုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးလေနော်ဟိုကိုနဲ့ဟိုမသိတော်ရာကြီးကိုအတင်းသွားလုပ်တဲ့ခါကျတော့လူပြောခံရမှာပဲအဖက်တင်ပါဘူးဟုတ်ဟိုလက်ချင်မှုဆိုလူချစ်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိအာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကြော်လောက်ကတော့နှစ်ခုလောက်တော့ကျွန်တော်ညင်းမှုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီခါကျတော့အစဉ်မပြေဘူးပါဆိုနောက်မှနောက်ပိုင်းမှာကမိန်ကလေးပြန်ပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်သွားမယ့်ဟာမျိုးဆိုတော့လေအဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်သိပြီးအစဉ်မပြေလို့လေဟုတ်ပါပြပြဒီကျွန်တော်တို့ဒီ LGBT တွေကိုဟိုအရင်အတက်ဆိုင်တော့ဗောနော်အခုနောက်ပိုင်းနည်းလက်ခံလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးလက်ခံပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းအာကျွန်တော်ဒီတရုပ်ဆောင်တာလေးတွေအဲပါဝင်တာလေးတွေမှားတာရှင်လဲတောင်းပန်ပါတယ်ပြောဆိုမှားတာရှင်လဲတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်